Xin chào các em. Đến với buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện 8 động tác phát triển chống của khối lớp 4. Bây giờ chúng ta sẽ tập trước với không có nhạc, sau đó chúng ta sẽ kết hợp với có nhạc. Và 8 động tác bắt đầu. Động tác thứ nhất, động tác vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba, động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, động tác lưng bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ năm, động tác toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6, động tác thăng bằng. Nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7, động tác nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8, động tác cuối cùng, động tác điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.